Sáng 30 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên chặn đầu và gửi lời thách đấu với tài xế xe container. Theo đó, bác tài xế xe container đang say giấc nồng thì đột nhiên bị một thanh niên đeo kính tới đập vào xe và yêu cầu khiêu chiến. Theo một số nguồn tin, lý do nghe vô lý nhưng rất thuyết phục được nam thanh niên đưa ra là do bác tài xế quá lười biếng, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng vẫn đang say sưa ngủ. Vốn là con nhà võ được lên núi khổ luyện từ nhỏ, sẵn máu chiến binh, thanh niên quyết cho bác tài thấu hiểu chân lý, không làm mà đòi có ăn. Không một động tác thừa, thanh niên với nội công thần sầu nhảy lên nóc đầu xe container sẵn sàng quyết chiến. Ra trận thì không thể thiếu binh khí, nam thanh niên mang theo cây quyền trượng với bản lĩnh hiên ngang trông oai phong lẫm liệt. Ngồi im cũng dính đạn, trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bác tài gọi ngay công an tới giải nguy. Cứ ngỡ là sự việc kết thúc êm đẹp tại đây, nhưng không, mặc cho lực lượng công an ra sức thuyết phục, thanh niên này vẫn an tọa trên đầu xe, quyết sống mái một phen. Tương kế tự kế, bác tài xế vốn là một cao thủ ẩn danh, sử dụng tuyệt kỹ dụ địch để đánh địch, gọi thanh niên xuống xuất chiêu. Không lòng vòng, thanh niên lập tức đồng ý, nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa tiếp đất đã bị lọt vào trận ổ mai phục sẵn của tiếp viện do bác tài mới đến. Đúng là cao thủ gặp phải thách đấu, gừng càng già càng cay. Được biết, nam thanh niên trên tuổi đời còn rất trẻ, sinh năm 2001, là sinh viên một trường đại học có tiếng. Con tôi ở nhà nó ngoan lắm, đúng là thời thế tạo anh hùng. Cộng đồng mạng bày tỏ ý kiến trước câu chuyện cười ra nước mắt này. Mấy đứa đeo kính thường rất nguy hiểm, chạy hàng cả đêm không ai khen, vừa ngủ chút là làm biếng. Hay hậu quả của việc xem phim kiếm hiệp quá 180 phút. Hiện, thanh niên đã được lực lượng chức năng mời về phường giải quyết và giác ngộ. Chưa rõ nam thanh niên có sử dụng chất ma túy hay không. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hành động của nam thanh niên trên là vô cùng nguy hiểm và thiếu kiểm soát.